Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chiêu yo-yo được gọi là nền tảng của tất cả những chiêu yo-yo, đó là slipper hay còn gọi là đứng gió. Thì đây, tôi sẽ làm cho các bạn xem trước nha. Thì đây là slipper. Thì khi mà các bạn chơi trick á, thì yo-yo nó phải xoay thì mấy bạn mới có thể làm những cái trick đúng không? Thì slipper là một trong những cái chiêu yo-yo nền tảng mà các bạn bắt buộc phải bắt buộc phải tập khi mà các bạn bắt đầu chơi một yo-yo. Thì đó là slipper. Thì slipper thì các bạn nhớ là khi các bạn ném thì cái lực ở cổ tay nha. Thì khi các bạn bung ra thì con yo nó sẽ xoay theo cái chiều kiểu như vậy nè. Đó. Thì các bạn ném có một cái lực nhất định thì con yo nó sẽ xoay. Thì cái khi mà nó xoay rồi á, nó có một cái lực nhất định thì yo nó sẽ xoay, thì khi đó các bạn khi đó gọi là đứng gió đấy. Này tôi làm thử cho các bạn coi nè. Đó, ném xuống phát nè. Đó, nó xoay nè. Nó giật lên. Thì yo hiện tại tôi đang dùng đó là gì? Whip Yo Factory nha các bạn. Còn dọc yo nhảy dành cho những bạn mới tập chơi luôn. Đây, đó. Thì ném xuống thì vô nó sẽ xoay một cái như nói lực nó sẽ ở từ cổ tay với các bạn. Khi các bạn ném một lực cố định thì vô nó sẽ xoay. Thì đó nó làm vậy á. Thì vô xoay nhiều á thì nó cũng phụ thuộc vào lực cánh tay của tất cả các bạn nữa. Nên là khi mà các bạn ném thì các bạn nhớ làm chủ cái lực ném của mình nha. Đó, khi các bạn hạn chế việc ném ngang hay ném xoáy nha. Ném nghiêng nha. Thì khi mà ném nghiêng hay là ném ấy thì vô nó không có được thẳng á. Thì khi đó thì yo-yo nó sẽ bị chết mấy bạn. Đấy. Đó nên là đó là khi mà các bạn làm quen có được chiêu slipper, các bạn thành tựu rồi, các bạn có thể làm những chiêu như kiểu boomerang giống như tôi đang làm nè. Stop and go. Đó, nói chung là nhiều lắm. Có nhiều cái trick mà các bạn có thể làm khi mà các bạn thành thục được slipper. Ok, và chúc các bạn tất cả các bạn thành công.